Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Thưa quý vị, sau vụ cháy sáng nay vào lúc khoảng 10 giờ sáng ngày 17 tháng 4 năm 2023 tại số nhà 138 đường Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Lực lượng sửa chữa điện của trên địa bàn thành phố Rạch Giá đã đến sửa chữa lại một số nơi mà sáng nay phải cúp điện để lực lượng phòng cháy chữa cháy xử lý đám cháy. Các anh em bên hệ thống mạng Mobifone cũng như là Vina và một số cái mạng viễn thông cũng đã có mặt tại hiện trường để mà khắc phục sự việc. Cái lúc cháy mình phải cắt điện hay gì anh? Cắt, bây giờ là mình kiểm tra lại các đường dây để mình xử lý nối lại hả? Đây là lực lượng điện lực và VNPT của Kiên Giang. Một số anh em bên truyền hình cáp, nói chung là bên viễn thông đang khắc phục sự cố về các cái mạng lưới viễn thông trên địa bàn do đám cháy xảy ra vào sáng nay tại căn nhà 138 ngay góc đường Nguyễn Trung Trực và đường Chi Lăng trên địa bàn phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Được biết thì căn nhà này là bán bánh tráng trộn, còn phần trên thì theo như lực lượng phòng cháy cho biết thì cũng trống không, nên là thiệt hại cũng không đáng kể. Hiện nay thì tại cái căn nhà này đang được niêm phong, còn hệ thống đường điện cũng như là các cái mạng viễn thông, cáp viễn thông thì đang được khắc phục sửa chữa. Đó là một trong những cái thông tin sau vụ cháy diễn ra khoảng 4 tiếng đồng hồ rồi. Anh em khắc phục cái này khoảng chừng đến bao giờ thì xong? Khoảng 4-5 tiếng hả? Thì xong. Tới khoảng 4-5 giờ chiều nay. Bây giờ thì cũng khoảng 2 giờ chiều rồi. Vậy thì cũng còn khoảng vài tiếng nữa. Anh ơi, tình hình mình khắc phục ngày hôm nay xong không? Ừ, điện ngày nay xong không? Xong hả? Các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang.